Vâng, xin chào toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Tiếp tục một cái sản phẩm mang thương hiệu Toyota Hilux sản xuất năm 2021 vừa mới về bên cửa hàng em Lợi nhá. Chiếc xe này thì rất là đẹp này, full lịch sử hàng. Xe chạy chưa hết là lốp sơ cu chưa hạ và xe tên tư nhân, biển Hà Nội một chủ từ đầu. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 670 triệu nhá. Toàn bộ xe thì sơn zin và xe không đâm xô tai nạn ngập nước gì, máy số là nguyên zin. Và chiếc xe này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Anh em nào mà quan tâm đến chiếc Toyota Hilux thì mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Sau đây em Lợi sẽ review tổng hợp tất cả các xe cho quý anh chị xem từ khung gầm máy số của chiếc Toyota này nhé. Vâng, và cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe đây quý anh chị nhìn nhé, sơn zin cả xe luôn. Xe full lịch sử hàng, chạy có 3.8 vạn, lốp theo xe dày bịch và toàn bộ đều đát theo xe hết nhé. Xe sản xuất năm 2021, số tự động 1 cầu, Toyota Hilux phiên bản E. Bác nào mà thích chiếc xe đẹp, xe chất này thì liên hệ với em Lợi nhé. Đấy, xe được trang bị nước sơn màu trắng ngọc trinh này, đồng sơn của chiếc xe đều màu theo thời gian. Đấy, xe thì chạy 3.8 vạn thì quý anh chị biết chất xe như thế nào rồi. Toàn bộ xe không có đâm xô tai nạn gì, sơn zin. Và với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 675 triệu nhá, 675 triệu. Đấy. Toyota Hilux E sản xuất năm 2021, số tự động 1 cầu. Đấy. Xe được bác chủ lắp thêm nắp thùng này, đến nắp thùng kéo và thanh thể thao nhá. Lốp sô cu của chiếc xe đây, quý chị nhìn lốp sô cu đây, chưa chạm đất một ngày nào, khung gầm Hà Nội thì cực kỳ đẹp luôn. Tất cả các cái đát lốp này, lốp chạy 3.8 vạn này, còn rất dày đây quý chị này. Nó phải là thực tế này, đát đều là đát 2020 hết nhá. Sassi khung gầm này, rất đẹp, từ cu lốp này đến rè cu lốp bậc lên xuống đều nguyên bản hết nhá. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt chia sẻ, các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng nhá. Đây, toàn bộ đèn pha này, cabo này, mặt ca lăng của chiếc xe này còn khá là đẹp nhá. Đấy. Bên em cam kết chỉ làm xe đẹp, không làm xe tai nạn ngập nước nhá, cam kết bằng văn bản cho quý anh chị. Hoặc sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhá. Vâng, đây là toàn bộ cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhá, từ cột kèo này đến táp ly bậc lên xuống này, và ghế của chiếc xe, ghế phía sau này đều zin, ghế da rất đẹp và xịn sò nhá, chạy sàn da bậc lên xuống này, cột trong là sơn zin toàn bộ. Đấy, táp ly cánh cửa này, keo chỉ sùng là zin hết nhá, đinh bấm đinh dập của cái cánh cửa này là nguyên bản hết này. Kính của chiếc xe thì đều của hãng Toyota và đều có số 1 theo năm sản xuất 2021 nhá. Đấy, nội thất ghế phía trước phía sau đều rất đẹp, trần của chiếc xe nguyên zin, từ các gioăng chống ồn của chiếc xe là nguyên bản này. Đây, cái tem trần năm sản xuất 2021 đây nhá. Đấy, vô lăng của chiếc xe này còn khá là đẹp, củ số đây. Toàn bộ vô lăng, củ số, táp lô, táp ly này đều rất mới và đẹp. Xe chạy 3.8 vạn thì quý anh chị biết rồi đấy. Đây, audio của chiếc xe là 3.8 vạn nhá. Toàn bộ các cái phần bậc và táp lô táp ly này đều rất đẹp, và bàn đạp phanh ga này, bậc lên xuống của chiếc xe còn mới như thế này đây. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì kênh em Lợi còn khá là nhiều để phục vụ quý anh chị nhá. Chiếc xe em Lợi đang review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý chị các bạn một cái chiếc xe Toyota Hilux đẹp xuất sắc luôn. Xe chạy 3.8 vạn, lốp theo xe cả dàn, sơ cu chưa hạ, full lịch sử hàng. Đây, toàn bộ các cái phần cột này, táp lô, táp ly này, này, bên trước và bên sau này rất đẹp nhá. Đấy, bậc lên xuống chạy sàn da, ốc cột này.
Nội thất xe cực kỳ đẹp. Các cái ốc khóa bản lề là zin hết nhé. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe nhé. Từ chân đèn này, ốc cabo này, đến khoang động cơ máy này. Đấy. Và chân đèn đến hộp nhựa còn sáng và mới không? Đấy. Cực kỳ đẹp luôn quý anh chị ạ. Với khối động cơ máy dầu 2.5 đi cực kỳ tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây thôi. Các cái phần ốc cabo đây, chỉ cabo. Zin hết toàn bộ này, tem mác cabo xịn sò nhá. Hoặc sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý anh chị nghe nhé.